Em chào bà con nhân nay ngày 26 tháng 4 2024 ha. Em lên số máy rẽ bèo bèo cho bà con coi có gì ủng hộ em ha. Đầu tiên em có cây Nokia siêu tầm ha. Cây này là cây 8800, bán giải trí với nghe gọi nha, 700k ha. Em có gắn một cái sim Việt Nam Mobile nằm ở trong đây ha. Số mới thứ tự là AA nha. Cây này thì chợt nắp lên vậy nó cứng khừ. Đó, còn mà là muốn lấy cái nắp này ra phải bóp hai bên đây nè nha. Đó, nên ra chỗ này là bóp tuột cái này ra ha. Đó, máy móc ok, full chức năng nghe gọi tốt luôn ha. Đó, sạc bằng đuôi chơi nhỏ nha, sạc đuôi nhỏ ha. Đó, cứng khừ. Nút nguồn nằm đây nha. Nút bắt về nằm đây ha. Đó, nút nghe tắt nghe ha. Rồi cây này em bán 700 nha, mã số là AA nha, mã số AA ha, 700 ha. Đó. Chợt đã lắm, chợt lên là nghe tắt ha. Rồi cây BB nè, em có cây cờ bắp nè ha, hàng của Rubo Chin gì đó. Đó cây này hàng nhái nhưng mà nó chắc nịch, nó nặng kịch ha. Có hộp sòn nằm giữa nè. Đó, bỏ sim nghe gọi tốt lắm ha. Đó, bỏ sim gì cũng nghe được hết. Rồi cây này 250 nha, mã số là BB nha. Cây này là 771 nè, cây Apple Neo 5 nha, nó nhỏ gọn ok, RAM 2, bộ nhớ 16, Android 5 chấm luôn, zin nguyên cây full chức năng, xài được hai sim luôn. Em bán 300 nha, 300 ha, của con bồ này bán 300 luôn, zin nguyên cây full chức năng, tải sẵn một nồi ứng dụng luôn ha. Đó, em mua chút nữa tải sẵn ứng dụng hết toàn bộ cho bà con luôn. Nó Neo 5 thì nó bấm luôn đây ha. Rồi 300k nha, ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50% nha, cọc 100 thì bao ship nha. Chuyển khoản ngân hàng thì em gửi qua tin nhắn ha. Đó, máy móc ok, full chức năng ha. Bên em bán có cọc mới bán nha, không cọc không bán ha. Rồi 772 nè, cây Oppo Neo 7 nha, học online tốt Android 5 chấm luôn. Cây này cũng xài được hai sim luôn, em bán 350 nha, màu trắng ha. 772 màu trắng ha. Đó, mã số nó là ở trên đó luôn ha. Đó, máy móc ok, full chức năng, gãi sẵn ứng dụng luôn, xài được hai sim luôn, zin nguyên cây full chức năng luôn. Máy móc ok luôn ha. Rồi cây 772 nè, 350 nha. Rồi 773 là cây màu đen nè ha. Học online tốt Android 5 chấm luôn, Oppo Neo 7 nha, 773 nha, xài được hai sim, bỏ sim nghe gọi cũng lời nữa ha. 350 nha. Máy móc thì riêng nguyên cây full chức năng, tải sẵn ứng dụng luôn. Máy móc ok full chức năng luôn ha. Game bọng ok luôn, máy màn hình đẹp luôn, hai sim luôn. Rồi 773 nha, 350 ha. Rồi cây 774 nè, cây Oppo Neo 9 nha, cây này bị nứt một góc trên đầu thôi ha. Nứt con tí nị à, ảm ứng xài bình thường, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 5 chấm luôn. Cây này em bán 300 thôi, 300k ha, mã số là 774 nha. Đó, bị nứt miếng em bán rẻ luôn, xài được hai sim, tải sẵn ứng dụng luôn. Máy móc ok, full chức năng ha, green nguyên cây luôn. Rồi 774 nha, giá 300k ha. Rồi cái 775 nè, 775 là Galaxy Z 320 nha, học online tốt Android 5 chấm luôn. Cây này em bán 450, riêng nguyên cây, xài được hai sim 4G. Mã số là 775 nha, 450 nha. Máy móc riêng nguyên cây full chức năng, màn hình riêng men riêng hết toàn bộ luôn. Tải sẵn một ứng dụng luôn đó. Z 320 hồi đó mắc lắm nha, giờ bán còn có 450, mã số là 775 nha. 776 nè, cây Galaxy Z5 2016 nha, Z5 2016, RAM 2, bộ nhớ 16, Android 5 chấm, Android 7 chấm luôn, lộn, Android 7 chấm luôn. Em bán có bạn 500k ha, mã số là 776, xài được hai sim 4G luôn nha. Màn hình Real Man Real Real hết. Máy móc ok, tải sẵn ứng dụng vô con luôn. Tải sẵn ứng dụng mà. Đèn LED trước luôn ha. Rồi hai sim luôn nha. Máy móc ok, full chức năng ha, 500k, mã số là 776 nha. Rồi 777 nè, cây này Galaxy A7 nha, Galaxy A7 RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 6 chấm. Cây này 500k, mã số là 777, xài được hai sim luôn ha. Đó, màn hình Super AMOLED luôn, đẹp lắm nha, hai sim luôn. Đó, máy móc ok, em tải sẵn ứng dụng cho con rồi ha. Đó, em tải sẵn ứng dụng rồi. Pin thì tốt không, máy móc ok luôn ha. Cây này 777 nha, xài 500k thôi, 500k sở hữu cái này ha. Rồi 778 nè, cây này cây Sony G3312 nha, cây này pin trâu lắm, sạc đuôi taxi, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 7 chấm. Cái nắp đậy này mất rồi ha, nhưng mà nó gắn được một thẻ nhớ với hai cái sim nha. Cây này em bán 550, mã số là 778 nha, 778.
máy móc ok full chức năng nha. Đó, em tải sẵn ứng dụng vô con luôn rồi ha. Đó, một nồi ứng dụng luôn. Máy móc ok, cứ để vậy bỏ sim vô nghe gọi ra ha. Rồi 778 có 550 nha, 550 sạc đuôi taxi hai sim luôn. Đó, pin thì trâu như con bò. Rồi cái 779 nè, cái Galaxy S6 nha, RAM 3, bộ nhớ 32, Android 6 chấm, em bán 600 nha, 600k mã số là 779 nha. Nó màn hình Super OLED, có sạc không dây, có đo nhịp tim nha. À, có hồng ngoại luôn, xài được hai sim luôn nha. À, máy móc ok 779 nha, 600k màn hình Super OLED luôn, cỡ tróc thủy tí nị ở đây ha. Ảnh hưởng gì hết. Màn hình thì đẹp, Super OLED luôn, pin thì trâu. Máy móc ok luôn ha. Rồi em bán là 600k mã số là 779 nha, 779 có 600k Galaxy S6 luôn nha. Rồi 780 nè, cây Movitas nha, Movitas. Cây này RAM 3 bộ nhớ 32 nha, chứ không phải thường đâu, găng tay một chạm vỏ hơi xấu qua 5 tháng thôi, nhưng mà xài tốt lắm. Android nó 7 chấm luôn, rất là mạnh luôn. Em bán có 600k RAM 3 bộ nhớ 32 luôn nha. Đó, mã số là 780 nha. 780 màn hình thì đẹp nha. Màn hình thì ok luôn. Đó, đẹp ken luôn. Em tải sẵn ứng dụng cho con RAM 3 nó chạy mạnh lắm nha. Đó, máy móc ok full chức năng luôn. Rồi cây này có 600k ha, mã số là 78780 nha, có găng tay một chạm luôn nha. Rồi cây 781 nè, Galaxy S6 Galaxy Z6 nha. Cây này RAM 3, bộ nhớ 32, Android 9 chấm, em bán 550 650 nha, 650 mã số là 781 nha. Có găng tay một chạm nữa, xài được hai SIM 4G một thẻ nhớ ha. À, máy móc ok full chức năng, không lỗi gì hết luôn ha. Máy full chức năng luôn. Đó. À, máy full chức năng luôn. Em tải sẵn ứng dụng vô con này ha. Rồi cây này em bán giá là 650, mã số là 781 nha, 781 ha. Rồi 782 nè, cây này cây Galaxy Z7 Pro nha, Z7 Pro RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó là 9 chấm. Cây này em bán 900 nha, mã số là 782 nha. 782 luôn. Máy móc ok full chức năng, em test kỹ cho bà con rồi, máy móc ok luôn ha. À, đó, tải sẵn ứng dụng luôn rồi, tải hết găng tay một chạm luôn, găng tay trên nút home luôn ha. Đó, con cá lội màn hình đẹp nét ha. Rồi xài được hai sim 4G luôn, 900k mã số là 782 ha. Rồi cây 783 nè, cây này cây Oppo Reno 4 nha, RAM 8 cộng 5 nha, RAM 8 cộng 5 ha, rồi RAM 10 10 10 13 nha, RAM 13 chấm 10 RAM ha, mà bộ nhớ 128, Android nó 12. Cây này mạnh lắm, có sạc một đuôi taxi ha, xài được hai sim 5G ha. À, cái này em bán 2,5 triệu cho mã số là 783 nha. Màn hình thì gọi là đục lỗ luôn, hai lỗ luôn mới ghê nè, đục luôn. Máy móc ok full chức năng ha, màn hình đẹp ken siêu bên luôn. Đó, đẹp ken siêu bên luôn nha. Rồi cây này rất là mạnh mẽ luôn, chơi được tất cả các loại game luôn, pin thì tốt, sạc một đuôi taxi luôn ha, xài được hai sim luôn. Đó, Reno 4 nha, RAM nó rất là mạnh luôn, bộ nhớ 128 GB luôn, 2,5 triệu nhưng mã số là 783 nha. Rồi cây Tab Tab A nè, em có Galaxy Tab A ha, cây này có cây viết nha, màn hình Super AMOLED có cây viết luôn ha, cái màn hình nó hai cảm ứng, cây RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 8 chấm luôn, em bán có 450 rồi, mã số là 784A, 784A nha. Đó, máy móc ok luôn ha. Đây em tải sẵn ứng dụng cho bà con rồi ha. Đó, em tải sẵn ứng dụng luôn rồi nè. Đó, ứng dụng có sẵn luôn rồi, mướt và mượt nha. Cây RAM 2 bộ nhớ 16 luôn. Đó, có cây viết luôn nha. Có cây viết luôn. Rồi cây này em bán 450, mã số là 784A nha. À, 784B nè, cây em có cây iPad mini 1 nha, cây bản giải trí ha, có cây sim luôn, cây sim nữa ha. À, cây này em bán 700 nha, mã số là 784B nha, hàng trái táo ha, có sạc micro ha, Lightning cũng sạc Lightning, em lộn đó. À, tải ứng dụng thì gắn tài khoản vô đây tải ha. À, máy móc ok full chức năng ha, không lỗi gì hết. À, cây này 784B nha, 700k ha, hàng trái táo nha. Rồi cây đầu tiên là 750 nè, cây Oppo Neo 7 nha, cây này học online tốt, Android 5 chấm luôn, em bán 350. Cây này xài được hai sim luôn của bồ luôn ha. Đó, máy móc ok đẹp, rin luôn, máy móc rin toàn bộ luôn, rin hết cây luôn. Đó,
máy móc đẹp nữa ha. Rồi có 350 rồi, mã số là 530 nha. 5 750. 750 nha, hai sim luôn. Đó, full chức năng không lỗi gì hết nha. Rồi cái 751 nè, cái Oppo Neo 7 màu đen nha, cái nải màu trắng này, màu đen, học online tốt, Android 5 chấm luôn. Em bán 350 luôn, mã số là 751 nha. Cây này xài được hai sim, máy móc full chức năng, rin nguyên cây luôn. Đó, máy móc rin luôn ha. Đã luôn. Rồi cây này em bán có 350 rồi, mã số là 751 nha. Ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50% nha, cọc 100 thì em bao ship nha. Chuyển khoản ngân hàng thì càng tốt ha. À, bên em bán có cọc mới bán, không cọc không bán nha. 751 nha, 350 ha. Rồi cái 755 nè, một thời nha, J700 nha, màn hình bự, màn hình riêng nó đẹp lắm. RAM 2 bộ nhớ 16, Android nó 6 chấm luôn. Em bán 600k thôi. Hồi trước em bán cây này 700, 800, 900 luôn. Có một thời bán 900 luôn. Mã số là 755 nha, xài được hai sim nha, của hàng Sam luôn. Cây này riêng nguyên cây, full chức năng riêng luôn ha. Màn hình riêng men riêng riêng hết toàn bộ luôn. Tải sẵn một nồi ứng dụng cho bà con luôn. Đó, màn hình nó bự luôn nha. Rồi tải sẵn một nồi ứng dụng cho bà con luôn ha. Máy móc ok luôn ha. Rồi 600k nha, mã số là 755 nha. Rồi cây 757 nè, 757 là Galaxy Note 4 nha. Cây này Note 4 luôn á. Nó vừa sườn này, sườn nhôm nguyên khối nha, có cái viết, màn hình Super AMOLED, màn hình hai cảm ứng. Cây này thì đo nhịp tim được nè. Đó, cây này có hồng ngoại luôn nha, hồng ngoại luôn. Mà RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 6 chấm. Cây này em bán 600 chưa đủ tiền màn hình, 600k mã số là 757 nha. Màn hình rin luôn, men rin mini rin hết toàn bộ luôn. Đó, màn hình Super AMOLED đẹp ken span luôn. Đó, máy móc ok luôn ha, nút hôm, nút găng tay cho nút hôm luôn. Đó, cây viết có luôn nha. Rồi cây này em bán 600 mã số là 757 nha. Rồi cây 758 nè, cây này cây Redmi Note 5 nha, Redmi Note 5 camera kép nè, găng tay một chạm, có hồng ngoại, xài được hai sim 4G ha. RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 8 chấm. Cây này em bán 600 thôi, 600 ha. Đó, nó mã số là 758 nha. 600k ha. Đó, màn hình nó lót chiến tị màu đen đen ha, không ảnh hưởng gì hết, được cái màn hình rin. Đó, màn rin máy móc ok, chơi được game Liên Quân Wi-Fi Bay Up luôn, còn ứng dụng thì rất là mạnh luôn. Nó mượt lắm nha. Nó mượt không thấy đường luôn. Rồi em bán có 600k mua về chơi game luôn ha. Mã số là 758 nha. Rồi cái 759 nè. Cây này cây Galaxy A6 nha, A6 luôn. À, RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 9 chấm. Cây này em bán có 700 rồi nha, 700k, mã số là 759 nha, 759 ha. Cây này có găng tay nằm đây nè, găng tay một chạm luôn. Đó, à, của thằng Sam luôn, máy móc ok luôn ha. Đó, màn hình đẹp ken ha. Đó, full chức năng, không lỗi gì hết. À, em tải sẵn ứng dụng cho con, rồi pin tốt luôn ha. Đó, máy móc ok luôn ha. Rồi, cây này xài được hai sim nha. Rồi, 700k, mã số là 759 nha. 760 nè, cây Redmi Note 5A, RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm. Cây này em bán 700 nha, có găng tay một chạm nè, có hồng ngoại nè, xài được hai sim 4G luôn. Đó, Redmi Note 5A, cây này em bán 700 ha. Chơi được game Liên Quân Wi-Fi Bay Up luôn, rất là mạnh mẽ. Đó, chơi được tất cả ứng dụng luôn ha, 760 ha, tải được hết ha. Đó, máy móc ok, màn hình đẹp. Đó, màn hình ken span luôn, đẹp ken luôn ha. Đó, thấy không? Rồi cây này bán cũng bèo luôn ha, chơi được game luôn nha. Rồi 700k mã số là 760 nha. Rồi cây 762 nè, cây này cây Redmi Note 5. À, Redmi Note 5 camera kép, găng tay một chạm, RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 9 chấm luôn. Có hồng ngoại nha, có hồng ngoại, xài được hai sim 4G luôn. Em bán giá 700 nha, mã số là 762 nha. Cây này cũng chơi được game Liên Quân Wi-Fi Bay Up luôn. À, máy móc ok luôn. Màn hình đẹp luôn. Đó, em tải sẵn ứng dụng cho bà con rồi. Sợ bà con không biết tải này kia, về lóng ta lóng túng ha, bỏ sim nghe gọi thôi. Em tải sẵn ứng dụng rồi, cứ gần gắn sim vô người nghe gọi thôi cũng lời nữa. Rồi em bán rẻ bèo có 700k mà RAM 3 luôn, cũng mi luôn ha. Máy móc ok luôn, 700k mã số là 762 nha, xài được hai sim 4G luôn. Rồi cây 763 nè, cây Redmi S2. Cây Redmi S2 nha, cây RAM 3, bộ nhớ 32, Android 9 chấm. Cây này em bán 750 nha, camera kép, găng tay một chạm, có hồng ngoại, xài được hai sim 4G. 750 nha, mã số là 763 nha, chơi được game Liên Quân Wi-Fi Bay Up luôn. Máy móc ok, full chức năng luôn. Ồ, máy móc ok, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn.
Pin thì tốt lắm, chơi game rồi cực kỳ luôn. Máy móc ok luôn. Em tải sẵn ứng dụng cho con luôn ha. Rồi cây này full chức năng ha. 750, mã số là 763 nha. Rồi cây 764 nè, cây cây Redmi 5 Plus nha. Đặc biệt là RAM 4, bộ nhớ 64, Android nó 8 chấm luôn. Cây này có găng tay một chạm, có hồng ngoại, xài được hai SIM 4G. Đặc biệt RAM 4 luôn, em bán có 800 rồi nha. Mã số là 764 nha, chơi được tất cả các loại game ứng dụng này kia tải được hết. Full chức năng, máy móc ok luôn ha. Đó, em tải sẵn một nồi ứng dụng cho bà con luôn ha. Đó, máy móc ok luôn. Cây này Rin nguyên cây full chức năng ha. Rồi. Rồi cây này 800 ha, mã số là 764 nha. Xài được hai SIM 4G luôn ha. Rồi em có cây tab nè. Cây iPad nha, iPad mini 1 nha. Cây này bán giải trí luôn, 700k ha. Nó cây này không có xài SIM, xài Wi-Fi nha. Đó, em bỏ em sẽ tặng thủng cáp ha, mã số là 770A nha. 770A nha. Đó, mini nè, máy còn càng đẹp ken xe ben luôn. Đó, máy còn đẹp ken xe ben luôn. Vút qua ha. Đó, máy còn đẹp ken luôn. Em có tải sẵn mớ ứng dụng ha, ai nhập nhập cái tài khoản vô tải thêm ha. Nhập cái tài khoản vô tải thêm nha. Máy ok full chức năng nha. Máy còn đẹp ken luôn ha. Mini 1 nha. Rồi em bán rẻ bèo á, chưa đủ tiền cái màn hình, 700k, mã số là 770A nha. Rồi cây đầu tiên là cây 735, cây này Oppo Neo 7 ha. Cây này cây này là học online tốt, Android nó 5 chấm luôn. Cây này em bán giá là 350, mã số là 735 nha, xài được hai SIM màu đen ha. Đó, xài được hai SIM luôn, máy móc ok, em tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn. Đó. Máy móc riêng nguyên cây luôn nha, của thằng bồ luôn á. Rồi em bán có 350 rồi, mã số là 735 nha. Ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50 hay là 100 nha. Nếu cộng 100 thì em sẽ bao ship nha. Ở bên em bán có cọc mới bán, không cọc không bán ha. Rồi cây 7 736 nè, 736 là Oppo Neo 7 ha, học online tốt, Android nó 5 chấm ha. Cây này màu trắng nha. Em bán 350 luôn, rin nguyên cây full chức năng, xài được hai SIM luôn, của thằng bồ luôn nha. Mã số là 736 nha, máy móc cũng còn đẹp, máy móc ok luôn, rin nguyên cây luôn nha. Full chức năng luôn, nó tải sẵn ứng dụng vô con rồi ha. Đó, ứng dụng rồi tải sẵn hết tương luôn. Rồi em bán 350 nha, mã số là 736 nha. G737 nè, cây Oppo Neo 7 luôn, cây này hơi ám nè, không nứt không bể không gì hết luôn, màn hình riêng luôn, hơi ám nhẹ. Học online tốt, Android 5 chấm luôn, em bán 300 nha. 300 nha, mã số là 737 nha. Cây này xài được hai SIM, riêng nguyên cây full chức năng còn đẹp luôn. Màn hình hơi ám nhẹ ha. Đó, màn hình hơi ám như vậy nè. Rồi 300 ha, bỏ SIM nghe gọi thôi cũng lời nữa. Em tải sẵn ứng dụng cho bà con rồi nè. Đó, tải sẵn một nồi luôn. Rồi máy móc ok luôn, 300k thôi cây này ha, mã số là 737 nha. Rồi cây 740 nè, cây Galaxy Z200 nha, học online tốt, Android 5 chấm luôn, em bán 400k, rin nguyên cây full chức năng, nhỏ gọn dễ nghe túi, bỏ túi nghe dễ dễ nghe, dễ nghe ha. Cây này hai SIM luôn nha, đoan là hai SIM nè. Mã số là 740 nha, 400k. Đặc biệt là rin nguyên cây full chức năng, rin luôn, màn hình rin men rin rin hết. Nó pin cũng tốt nữa, bỏ SIM nghe gọi cũng lời nữa ha. Tải sẵn ứng dụng luôn rồi, 400k, mã số là 740 nha. Rồi cây 742 nữa, cây này cây Oppo A71. Cây này ám nha, mà RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 7 chấm luôn. Cây này em bán có 500 ha, 500k tại RAM 3 là đúng ra em bán 700, bán có 500 ha. Xài được hai SIM luôn. Mã số là 742 ha, có 500k thôi, RAM 3 luôn. Hơi ám nhẹ, màn hình không nứt không bể không gì hết luôn. Đó, màn hình còn đẹp ken luôn ha, đó đẹp luôn, rõ ràng luôn. Đó, do hơi ám nhẹ thôi, không ảnh hưởng gì hết nha. Đó, màn hình riêng đó mượt mà lắm. Rồi cây này em bán 500k ha, mã số là 742 ha, xài được hai SIM luôn. Rồi 743 nè, em còn cây Note 4 ha, Galaxy Note 4, RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 6 chấm. Viền này phần khung nhôm nha, nhôm nguyên khối, màn hình Super AMOLED, có đo nhịp tim, có cây viết ha. Cây này Android 6 chấm, RAM 3 luôn, em bán 600 thôi, sổ cho bà con luôn, mã số là 743 nha. Màn hình Super AMOLED luôn, có hồng ngoại luôn nha. Máy móc ok luôn nha.
Đây màn hình em tải sẵn ứng dụng cho bà con rồi ha, pin tốt lắm nha, pin để nãy giờ bình thường luôn ha. Em test cũng ok lắm ha. Rồi màn hình Super OLED riêng nguyên cây luôn, cây Note 4 nha, 600k thôi, mã số là 743. Rồi đầu tiên là cây 705 nè, cây Apple Neo 7 nha, cây này màu trắng đẹp ha, học online tốt, Android 5 chấm luôn, cây này em bán 350 thôi. Đó, xài được hai sim luôn, cuốn bồ luôn á. Cây này thì riêng nguyên cây full chức năng luôn, còn đẹp ken luôn, em tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn. Đó, máy móc ok full chức năng luôn ha. Cực kỳ đẹp luôn, bỏ hai sim nghe gọi luôn đã luôn. Rồi có 350 thôi nha, mã số là 705 nha. Rồi cái 706 nè, cây Apple Neo 7 luôn, cây này màu đen nha, học online tốt, Android 5 chấm luôn, xài được hai sim, bán có 350 rồi nha, mã số là 706 nha. Máy này thì riêng nguyên cây full chức năng luôn, đó màu đen đẹp ha. Rồi ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50 hay 100 nha, cộng 100 thì bao ship nha. Cọc qua thì em bán em ship ha. Rồi cây 706 nha, 350 ha. Rồi cây 708 nè, cây Nova nha, cây này bị nứt uổng quá trời luôn, bị nứt cảm ứng xài bình thường, pin tốt, máy móc ok, xài được hai sim một thẻ nhớ luôn ha. Cây này RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 9 chấm. Cây này em bán 300 nha, xài được hai sim 4G luôn. Đó, Nova luôn ha. 708 nha, máy móc ok luôn ha. Đó, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn rồi đó, tải sẵn ứng dụng luôn ha, một nồi game luôn em, game mà em tải sẵn hết luôn ha. Rồi cây này hai sim chọt ngoài ha, hai sim một thế nhớ, máy bị nứt cảm ứng sao bình thường ha, 300k, mã số là 708 nha. Rồi cây 709 nè, cây Movitas C2, vỏ nó hơi xấu, có găng tay một chạm luôn. Đó, vỏ nó hơi xấu qua 5 tháng ha. Em bán rẻ luôn. RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 7 chấm luôn. Em bán 300 nha, mã số là 709 nha. Đó, bán 300 luôn. Máy móc ok, tải sẵn ứng dụng luôn. Đó, tải sẵn một nồi ứng dụng cho con luôn nè. Bỏ sim ngay gọi hai sim luôn nha. Rồi có 300k rồi nha. Mã số là 709 nha, Android 7 chấm luôn. Rồi cái 712 nè, cây này cây Redmi 5 5A nha, cây này tiếng Anh ha. Cây này RAM 2, bữa nhớ 16, Android 7 chấm. Cây này em bỏ cục pin xịn vô nó hơi cao ha, nó đôn lên miếng ha. Đó, Android 7 chấm, cây này 400 nha, xài được hai sim luôn. Hai sim luôn của Redmi 5 A luôn nha. Đó, cây này 400k, mã số là 712 nha. Đó, màn hình thì đẹp, ken span pin thì tốt, máy móc ok ha. Đó, tải sẵn ứng dụng luôn, rất là mạnh mẽ, mạnh lắm nha. Rồi cái này em bán 400 nha, mã số là 712 nha. Rồi cái 715 nè, cái Vivo 1606 nha. Cây này có Face ID ha, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 6 chấm luôn. Cây này 450 nha, mã số là 715 nha. Nó hai sim ha. Nó là Android 6 chấm luôn, hai sim luôn, riêng nguyên cây full chức năng. Pin thì tốt, máy móc ok, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn. Đã luôn ha, vỏ còn ok luôn ha. Rồi cây 450 nha, mã số là 715 nha. Rồi cây 716 nè, cây Galaxy Z320 nha, của thằng Sam luôn. RAM em quên mày RAM mấy rồi. Cây này học online tốt, Android 5 chấm ha. Cây này em bán 450 nha, mã số là 716. Đặc biệt nó là hai sim, nó hai sim 4G luôn nha. Đó, máy này thì riêng nguyên cây full chức năng luôn. Em tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn. Đó, máy móc ok luôn ha, đẹp nha. Cây này Z320 nha, nó 450 thôi, mã số là 716 nha. Rồi cây 718 nè, cây Nova nha. Nova là RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 9 chấm luôn. Cây này em bán 450 luôn, chọt sim bên ngoài, hai sim một thẻ nhớ nha. Đó, máy móc ok, riêng nguyên cây pin thì tốt ha, Android 9 chấm luôn. Em bán có 450, mỗi số là 718, rin nguyên cây luôn nha. Máy móc rin hết toàn bộ luôn, màn hình rin rin hết luôn. Em test kỹ cho bà con nè. Rồi máy móc ok luôn ha, của thằng Nova ha, Nova nha. 450 mỗi số là 718 nha. Rồi 720 nè, cái Vivo i55 nha. RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 6 chấm luôn. Em bán có 450 rồi. Mã số là 720 nha, xài được hai sim luôn, một thẻ nhớ trên đầu luôn ha. Máy móc ok luôn. Tải sẵn ứng dụng cho bà con, một nồi ứng dụng luôn ha. Màn hình đẹp, pin thì tốt, xài được hai sim luôn nha. Rồi 450 nha, mã số là 720 nha.
Ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50 hay là 100 nha. Cộng 100 thì em sẽ bao ship nha. Rồi ai chuyển khoản được thì nói em gửi số tài khoản qua chuyển ha. Bên em bán có cọc nha, cọc mới bán, không cọc không bán nha. 720 nhân 450 ha. Rồi cái 727 nè, cây này kêu no no 3.1 nha. No 3.1, cây này RAM 3, bộ nhớ 32, Android nó 10 chấm luôn. Cây này em bán có 700 rồi nha. Mã số là 727 nha. 727 nha, cây này no Android nó là 10 chấm luôn, rất là mạnh mẽ. RAM 3, bộ nhớ 32, nhỏ gọn bỏ túi nghe gọi rất là mạnh mẽ luôn ha. Tại vì no này RAM 3 là mạnh lắm. Đó, tải sẵn ứng dụng cho con luôn. Máy móc ok, bỏ túi nghe gọi đã lắm, hai sim luôn. Bỏ túi gọn hơn. 700k, mã số là 727 nha. Có cây xịn sò nè, nhìn là ghiền liền ha. Mã số là 732 nha. Galaxy A32, RAM 6 cộng 6 là RAM 12, bộ nhớ 128, Android nó 13 chấm. Cây này em bán 2 triệu 3 nha. Đó, 1 2 3 4, 4 camera nha, 4 camera. Cây này sạc một đuôi Type-C ha. Nó xài được hai sim 5G. Máy móc ok, màn hình đẹp, tải sẵn con cá lội luôn, bơi lội luôn. Máy móc ok luôn ha. Đó, màn hình Rin luôn, màn hình Rin luôn nha. Máy móc ok luôn ha. Cam đẹp lắm, cam trong vắt ha, đẹp lắm ha. Rồi cây này 732 ha, 2 triệu 3 nha. Rồi cây đầu tiên là 680 nè, cây này cây Galaxy Oppo Neo 7 ha, cây này học online top, Android nó là 5 chấm, em bán 350 thôi, xài sim, hai sim luôn nha. Nó có một bộ luôn á. Cây này zin nguyên cây full chức năng màu đen ha. Máy móc ok luôn ha. Màu trắng màu đen em có đủ, có gì mua thì nói em ha, 350 thôi. 680 nha. Máy móc ok full chức năng luôn. Bỏ được hai sim nghe gọi tốt luôn, bỏ sim nghe gọi không lời nữa. Có 350 rồi nha. Ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50% nha, cộng trăm bao ship luôn. Cọc em bán ha. Rồi cây 681 nè, cây Galaxy Z2 Premium nha. Cây này học online tốt, Android nó 6 chấm luôn. Cây này xài được hai sim 4G luôn, em bán 350 thôi. 350 nha, mã số là 681 ha. Cây này thì cũng xài hai sim 4G luôn. Đó, máy móc ok, zin nguyên cây full chức năng luôn nha. Bỏ sim nghe gọi luôn, đã luôn ha. Hai sim luôn, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn ha. Máy móc zin nguyên cây luôn, cũng sam luôn ha. 350 nha, mã số là 681 nha. Rồi cái 682 nè, cây Lenovo A nha, Lenovo A, cây này RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 5 chấm luôn. Cây này em bán cũng có 350 nha, mã số là 682 nha. Cây này cũng zin nguyên cây mà full chức năng luôn, xài được hai sim luôn, màn hình đẹp luôn, zin hết luôn. Máy móc ok, full chức năng luôn ha. Em tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn rồi. 682 nhân 350 ha. Rồi cây 683 nè, cây này cây Asus Z00ED nha. Đó, cây này thì cũng zin nguyên cây full chức năng luôn, Android nó 6 chấm luôn, RAM 2 bộ nhớ 16 luôn. Cây này em sổ luôn bán 400 nha, mã số là 683 nha, xài được hai sim ha. Nút nguồn nằm trên đầu ha. Đó, màn hình zin nó đẹp, Kensington pin thì tốt, máy móc ok full chức năng luôn nha. Đó, tải sẵn ứng dụng game game bổng ok cho bà con luôn rồi ha. Đó, chỉ cần bỏ sim nghe gọi hai sim 400k, mã số là 683 nha. Máy móc cũng ok lắm ha. Rồi cái 684 nè, cây này Galaxy Z500 nha. Đó, của thằng Sam luôn, cây học online tốt, Android 5 chấm luôn, em bán 450 nha, mã số là 684 nha. Cây này cũng xài được hai sim zin nguyên cây luôn, màn hình không đủ tiền ha. Đó, màn hình không đủ tiền. Máy móc ok lúc đó cực kỳ luôn, em tải sẵn ứng dụng cho bà con rồi ha, pin tốt lắm nha. Máy móc ok luôn, nó đã lắm nha, bỏ túi nghe gọi đã lắm nha. Rồi cây này 450 ha, mã số là 684 nha. Nó xài được hai sim luôn ha. Rồi cái 685 nè, cây Vivo 1606 có Face ID ha, RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 6 chấm luôn. Cây này em bán 450, Android 6 chấm hơn 450 nha. Mã số là 685, xài được hai sim một thẻ nhớ luôn nha. Máy móc ok luôn ha. Màn hình zin men zin hết toàn bộ luôn, máy móc zin luôn, bỏ sim nghe gọi không đã luôn, hai sim luôn ha, có 400k thôi, 450 thôi. 685 ha, 685 450 nha.
ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50 hay 100 nha, cọc 100 thì em sẽ bao ship ha, rồi cọc qua thì em ship ha. Rồi 686 nè, cây cây no 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 2.1 nha. Cây no 2.1 RAM 2, bộ nhớ 16, Android nó 10 chấm luôn. Đó, cây này em bán 450, xài được 2 sim luôn nha. Đó, máy thì cũng cứng khừ luôn. Cứng khừ. Luôn. Máy nó chắc nịch ha. Đó, máy móc ok luôn, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn ha. Đó, tải sẵn ứng dụng nè. Ứng dụng này là em tải máy móc ok hết, test ok hết toàn bộ, tải ứng dụng sẵn cho bà con chơi ha. Đó, bỏ sim nghe gọi cũng lời nữa ha, riêng nguyên cây luôn, 450 nha, mã số là 686 nha. Rồi 701 nè, cây này cây VMAX Acti3 nha, cây này RAM 6, bộ nhớ 64, Android nó 10 chấm nha. Cây này ba camera luôn, găng tay một chạm, pin thì trâu lắm, nặng kịch, sạc đuôi tai xi, xài được 2 sim 4G, camera trước thụt lò ha. Cây này em bán giá 1 triệu 8 nha. Đó, màn hình thì đẹp, green note hết toàn bộ luôn, máy móc ok luôn đó, thấy chưa, em tải sẵn con cá luôn, ứng dụng sẵn hết cho bà con luôn ha. RAM 6 bộ nhớ 64 nha, chứ không phải thường đâu, chơi được tất cả các loại game rất là mạnh mẽ đó, có camera trước thụt lò luôn. Rồi giá 1 triệu 8 nha, mã số là 701 nha. Rồi 703 nè, Galaxy S9 Plus. Đó, cây này camera kép, găng tay một chạm, có đo nhịp tim, có sạc không dây, có đuôi tai xi, màn hình Super AMOLED, RAM 6 nha, bộ nhớ 256, Android nó là 10 chấm. Cây này em bán 2 triệu 3 nha. Nó của thằng Sam luôn á, mã số là 703 nha. Máy móc ok luôn ha. Đó, tải sẵn ứng dụng cho bà con luôn. Máy móc ok luôn đó. Đớm nhẹ tí đi ở đây tí nị ha, không ảnh hưởng gì hết nha. Đó, tại camera của em nó quay không nổi cái màn hình này, phải tăng ánh sáng hết nó mới quay nổi, độ phân giải của nó cao quá. Đó, máy móc ok full chức năng luôn ha. Đó, phiên bản 6 RAM 6 bộ nhớ 256. Đó, cây này bán 2 triệu 3 nha, được đuôi taxi luôn ha. Rồi cây này 2 triệu 3 luôn, hồi đó chỉ cầm 15 triệu đi mua nó. Mã số là 703 nha, 2 triệu 3 ha. Rồi cây đầu tiên là 650 nè, cây này cây Oppo Neo 7 nha. Cây này học online tốt, Android 5 chấm luôn. Cây này xài được 2 sim của bồ luôn ha. Đó, 350 thôi, xài được 2 sim luôn. Mã số là 650 nha. Máy móc thì riêng nguyên cây full chức năng luôn, nghe gọi đã lắm, em tải game sẵn luôn, ứng dụng là sẵn hết cho bà con luôn, chỉ cần nhập bỏ sim vô nghe gọi thôi, ok luôn, lụm ha, wifi đầy đủ ha. Đó, 650 nha, có 350 rồi nha, xài được 2 sim luôn. Đó, cũng lời nữa, xài sim không cũng lời nữa ha. Rồi 651 nè, cái Oppo Neo 7 học online tốt, Android 5 chấm luôn, em bán 350 màu đen ha. Cây này xài được 2 sim luôn, green nguyên cây, full chức năng luôn, tải sẵn ứng dụng cho bà con hết rồi. Đây tải sẵn nó ứng dụng hết là toàn bộ luôn ha. Máy cũng còn ok, riêng nguyên cây luôn, xài được 2 sim luôn, 350 nha, mã số là 651 nha. Màu đen ha. Ai mua thì cọc em cái cạc Viettel 50 hay là 100 nha. Cọc 100 thì em sẽ bao ship nha, chuyển khoản ngân hàng thì càng tốt ha. Ai không chuyển khoản được thì chạy ra tạp hóa mua cái cạc Viettel á, sau đó cào ra xong đọc mã cho em, đọc địa chỉ, đọc tên em ship ha. Ship cọc 100 thì em còn 250 thu hộ bao ship ha. Rồi cây này 651 nha, 350.